Các bạn biết là thường mà các bạn mà muốn quay livestream hay là muốn gọi video thì thường thường là các bạn sẽ mua một cái webcam, thông thường là một cái webcam hoặc là một chiếc máy ảnh cơ để các bạn có thể là cắm dây vào để mà các bạn dùng. Nhưng mà đôi khi cái kinh phí mình nó chưa cho phép hoặc là bạn chưa có đến lúc phải mua, thì bây giờ mình sẽ có một cái mẹo là mình sẽ biến cái điện thoại của các bạn thành một cái webcam luôn, mà chỉ cần là nó có thể là vừa kết nối không dây, tức là bằng wifi, hoặc là có dây thì tức là các bạn sẽ cắm dây sạc của iPhone hoặc là sạc của các dòng máy Android vào kết nối trong laptop hoặc là PC để biến thành một cái dây nguồn để tạo thành một webcam. Thì tức có nghĩa là sao, tức là chiếc điện thoại của bạn sẽ trở thành một webcam. Chỉ cần các bạn mua cho mình một cái cây keyboard, các bạn kẹp cho mình để trên bàn hay là để ở bất cứ nơi nào đó, tại vì chỉ cần có mạng là các bạn có thể kết nối được ha. Rồi, nếu như mà các bạn xài cái dòng iPhone, các bạn vô cho mình cái App Store, còn đối với các máy Android thì các bạn vô cho mình cái CH Play ha. Đợi ở mục tìm kiếm thì các bạn iPhone và Samsung làm y như mình ha, tìm kiếm các bạn ghi cho mình cái mục là IVK. Mình dành cho những người chưa biết tới cái app này nha, còn đã biết rồi thì có thể xin bỏ qua cái video này ha. Rồi các bạn nhớ cho mình cái IVK. Rồi cái icon mà các bạn tìm đến là cái hình vuông màu xanh mà có con mắt trắng ở giữa đó, thì bên iOS bên App Store các bạn cũng làm tương tự ha. Rồi ở đây mình cài rồi thì nó kêu mình sẽ là mở rồi, thì sau khi các bạn cài xong thì nó sẽ xuất hiện cái logo như vậy, như vậy ha. Bạn nhắc cho mình cái IVK. Rồi đây cái con số thì mỗi một cái máy nó sẽ hiện ra cái địa chỉ IP để các bạn kết nối với lại cái laptop hoặc là cái PC của mình. Cái địa chỉ IP này các bạn nhập ở trên máy tính của các bạn, nhưng mà các bạn phải nhập, các bạn phải tải cái IP cam về ha, thì các bạn mới nhập cái này vào được. Rồi cái này nó đang tìm kiếm bằng mạng, các bạn để sang bên. Bây giờ mình bấm vào cái bánh răng nè. Rồi định hướng video thì nếu các bạn chọn phong cảnh thì nó sẽ quay cho bạn khung ngang, còn nếu các bạn làm chân dung thì nó sẽ là quay khung dọc ha, nó giống như là khung điện thoại vậy đó. Rồi mình chọn khung ngang. Rồi kích cỡ video ở đây thông thường các bạn chọn cho mình hai thông số tốt nhất ha. Nếu mà máy các bạn nào mà chỉ được đặt phân giải Full HD thì các bạn chọn cho mình là 1920 nhân 1080 thôi. Rồi nếu mà 2K các bạn chọn cho mình 256 nhân 1440. Còn nếu màn các bạn tốt hơn hoặc là các bạn xài cái iPad á, xài máy tính bảng á, các bạn chọn cho mình là 3840 nhân 2160, tức là 4K. Ok ha. Máy mình thì được có 2K thôi, mình chọn 2560 nhân 1440. Rồi. Tỷ lệ khung hình thì đây các bạn có thể nhớ là tốc độ khung hình trên một giây, tức là số khung hình càng nhiều thì cái ảnh độ chuyển động càng mượt. Thì ở đây các bạn chọn cho mình độ tầm khoảng 50 60 nha. Còn nếu như mà máy iPad hoặc là máy tính bảng các bạn nó có hỗ trợ cái tần số quét cao như là 124 hay là 240, các bạn chọn cho mình hai cái đó, còn mình chọn 60 là vừa đủ nha. Rồi ở phần chất lượng video các bạn cứ cho mình cao nhất ha. Rồi ở phần mã hóa video thì ở đây cái định dạng đó là H.264 H.264 là phổ biến nhất, và các bạn xuất video các bạn coi ở đâu cũng được hết, không có cho H.EVC. H.EVC nó cao hơn và nó sẽ hơi khó khó máy nào coi được á. Rồi bật âm thanh tự động kết nối ha, khi các bạn mở điện thoại lên và máy tính lên đồng thời nó sẽ kết nối hai thiết bị với nhau. Rồi ở phần nâng cao, rồi giảm nhấp nháy các bạn chọn cho mình auto nha. Rồi đó là về phần điện thoại, bây giờ mình sẽ chuyển sang laptop. Thì hồi nãy các bạn cũng đã xem cái cách tải IV cam trên điện thoại, bây giờ mình cũng sẽ làm tương tự ở trên máy tính. Máy tính này chắc bạn nào dùng PC hoặc laptop đều tải được nha. Phần mềm này nó là vừa có phí vừa tính phí, nhưng mà các bạn miễn phí các bạn xài cũng nó dư rồi, tại vì cái này nó hầu hết là dành cho mọi người luôn chứ không bắt buộc phải trả phí ha. Rồi bây giờ mình sẽ, các bạn làm theo như mình luôn ha, mình chọn một cái trình duyệt Chrome hay là cốc cốc gì cũng được, mình search là IV cam, cái bàn phím mình nó rồi IV cam enter ha. Rồi các bạn vô trong mình cái mục đầu tiên ha của E2 eShop á. Rồi ở đây các bạn tìm cho mình cái mục là download Windows software ha, bấm vào đây ha. Rồi cái này là của ba cái app hồi nãy mình mới dùng đó, một cái App Store, một cái CH Play, còn bên đây là cái APK. Cái APK là cái loại file RAR các bạn ha, dành cho file RAR. Cái file đó mình không đụng tới tại vì file nó có virus, mình không đụng tới ha. Rồi các bạn bấm cho về mình cho mình ha, sạc Windows ha. Ở đây hình như mình thấy là chưa có phiên bản dành cho MacBook, nên là các bạn nào xài MacBook thì có thể là mình sẽ có một cái video khác, còn ở đây mình sẽ dùng cho Windows. Ở Windows ở đây mình có thể dùng là 32 bit hoặc là 64 bit ha. Rồi các bạn muốn biết cái máy mình nó là 3264, mình chỉ các bạn luôn nè. Các bạn cho mình cái thẻ setting ở trên bàn phím ở trong cái menu start mình á. Setting ha. Các bạn chọn cho mình cái phần system. Các bạn cho mình about. Rồi, ở đây các bạn coi cho mình là cái system type, nếu mà nó ghi là 64 bit operating system thì là Win64, còn nếu nó ghi là 32 bit thì mình chọn 32, tại vì hầu hết máy mới bây giờ từ Win10 trở lên thì đã dùng
cái system tag là 64 rồi ha. Rồi chọn cho mình cái này, Windows tải về ha. Rồi sau khi tải về xong thì các bạn sẽ có một cái thư mục như vậy. Ở trong này thì nó hỏi là cứ next hết cho mình ha, tại vì mình cài rồi nên là bấm vô nó không có hỏi mình nữa. Rồi sau khi cài xong như mình thì các bạn sẽ có một cái giao diện như vậy. Ở cái màn hình của bạn nó có một cái giao diện như IVCam, cái hình vuông mà có mắt hình tròn màu trắng á. Rồi mình bấm, mình đập click vào. À bạn nào có lướt qua kênh mình thì cho mình một nút đăng ký nha, Hậu Lương Official nha. Bạn thấy không ạ? Rồi waiting for IVCam connection, nó là đang chờ kết nối IVCam trên điện thoại mình đó, nó đang chờ đó. Rồi ha, mình để sau. Bây giờ đồng thời các bạn sẽ mở cho mình cái điện thoại lên. Bạn nào lần đầu kết nối mình sẽ nhập cái IP vào. Rồi các bạn thấy cái điện thoại mình không ta? Ha, chào mình ha. Rồi mình sẽ mở cái IVCam lên. Hiện tại các bạn thấy không? Mình đang để điện thoại và cái ai và cái máy tính mình nó đang kết nối đây. Màn sáng quá. Là nó không vô. Rồi, trên màn hình máy tính các bạn bấm cho mình hình điện thoại nè. Rồi các bạn nhập cho mình cái địa chỉ IP trên điện thoại nó ghi nha, có dấu chấm thì mình ghi luôn không cắt. Rồi bấm OK. Rồi sau khi mình bấm xong thôi, mình chọn OK cái máy mình nó lưu kết nối rồi nên là mình có thể mình chọn thôi. Rồi các bạn coi nè. Rồi các bạn thấy chưa? Các bạn thấy cái máy mình không? Đó, thấy chưa? Cái điện thoại mình thấy chưa? OK chưa các bạn? Hay không? Tại vì mình không có đèn, để mình bật cái đèn nó sáng không nha. Rồi OK các bạn. Tuyệt vời ông mặt trời ha. Rồi mình đang quay bằng cam sâu các bạn nha. Đây là cái phòng mình, nó hơi tối tại vì mình đang tập thu. Rồi OK. À, bây giờ các bạn bấm vô cái ba cạch cho mình nè. Setting. Ở đây các bạn nào muốn quay màn hình mà có tiếng các bạn chọn mình này. Chọn cái âm lượng thu là mobile phone. À đầu này là đầu thu, còn đầu ra ha là các bạn chọn tùy cái loa các bạn ra cũng được. Tại vì mình đang xài bằng cái audio interface nè. Mình cho nó ra nên là mình mút luôn cái âm thanh của điện thoại, mình chỉ cho nó vào phần mềm của mình thôi ha. Rồi mấy cái này, rồi cái phần mix này các bạn nè, các bạn nhớ cho mình cái hai thông số quan trọng. Đầu tiên là cái hard work decoding, đó là xử lý bằng phần cứng cho phép này, các bạn chọn cho mình cái default. Rồi nếu mà bạn có cạc độ hoạt rời, bạn chọn cho mình cái Nvidia hoặc là cái AMD các bạn đang dùng ha. Rồi bạn nào không có thì không thì bấm default. Rồi video render, rồi cái render các bạn chọn cho mình cái phần default luôn để nó giải mã chuẩn á. Rồi OK ha, xong nó là như vậy. Rồi trường hợp đây là các bạn quay cam sau, còn nếu như các bạn muốn quay cam trước, các bạn bấm cho mình trong điện thoại á, nó có cái phần mũi tên quay trước. OK chưa, đẹp trai ha, được nhá. Đấy trời ơi, bạn thấy chưa, mình đang vừa cầm điện thoại, mình đang dí vào trong màn hình đó, dí trong màn hình nó sẽ ra như vậy. OK chưa các bạn? Trời ơi, webcam này thì thôi chứ mua ngoài mấy triệu bạc mình mua điện thoại xong biết thành webcam luôn, mình sao các bạn có gì, có wifi là được ha. Rồi video mình hôm nay cũng kết thúc ha. Nếu các bạn thấy video này hay cho mình một nút like, share, subscribe ha. Kênh của mình là Hậu Lương BNX. Trân trọng cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày mới thật là an lành.